Nghe kỹ mệnh trời, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 tránh họa Đắc Lộc. Tiền vàng ung ung kéo về nhà, tiền bạc chất đống, cất vào tháng 8 âm lịch. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phúc Tự Tâm, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu về tử vi, phong thủy và những bí quyết để cuộc sống thêm phần suôn sẻ, may mắn. Tôi là Minh Phúc. Tôi rất vinh dự được đồng hành cùng quý vị trong hành trình khám phá những điều bí ẩn xoay quanh vận mệnh và những giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Thưa quý vị, tháng 8 âm lịch luôn là thời điểm mang theo nhiều thay đổi quan trọng, đặc biệt đối với những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Với bản mệnh, tháng này có thể là một ngã rẽ lớn, đánh dấu sự chuyển mình trong công việc, tài lộc, sức khỏe và cả tình duyên. Đây là khoảng thời gian chúng ta cần phải lưu tâm, bởi những dấu hiệu từ vũ trụ luôn tồn tại, chỉ chờ đợi chúng ta nhìn thấy và biết cách nắm bắt. Người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, với bản chất cần cù, kiên định và sự bền bỉ hiếm có, từ lâu đã được biết đến là người chịu khó, luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Tuy nhiên, chính những tính cách này đôi khi lại khiến bản mệnh dễ cảm thấy áp lực, đôi khi là quá tải trước những gánh nặng trong cuộc sống. Điều này dễ dẫn đến việc bản mệnh bỏ lỡ những cơ hội lớn hoặc không nhận ra những dấu hiệu tiềm ẩn của may mắn. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải chú ý đến vận mệnh của mình trong từng giai đoạn cụ thể. Tháng 8 âm lịch này, bản mệnh sẽ đối mặt với không ít thử thách, nhưng cũng có nhiều cơ hội để bứt phá. Những thay đổi trong công việc có thể mang đến áp lực, nhưng cũng đồng thời mở ra cánh cửa để quý vị chứng minh năng lực và tinh thần kiên cường. Tài lộc trong tháng này có phần khởi sắc, nhưng cần phải cẩn trọng trong việc quản lý tài chính để tránh những rủi ro không mong muốn. Sức khỏe cũng cần được chú ý hơn, bởi áp lực và căng thẳng có thể ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất. Còn về tình duyên, đây có thể là thời điểm để bản mệnh cùng gia đình, người thân tăng cường sự kết nối, vun đắp tình cảm. Hãy nhớ rằng, mỗi giai đoạn trong cuộc đời luôn mang theo những cơ hội và thách thức. Và tháng 8 âm lịch này chính là thời điểm để bản mệnh có thể nhìn nhận lại mọi thứ, điều chỉnh lại bản thân để sẵn sàng cho những bước tiến lớn. Để có được sự bình an và thành công, quý vị cần phải không chỉ tin vào bản thân mà còn biết cách dung hòa các yếu tố phong thủy, năng lượng xung quanh mình. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ dẫn dắt quý vị đi qua từng chi tiết của vận mệnh tuổi Quý Sửu trong tháng 8 âm lịch, từ công việc, tài lộc, sức khỏe cho đến tình cảm gia đạo. Qua đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu làm sao để tận dụng tối đa cơ hội và hóa giải những khó khăn tiềm tàng. Từng phần của tử vi tháng này sẽ được luận giải kỹ càng, giúp quý vị có cái nhìn rõ ràng và chính xác hơn về những gì sắp tới. Chúng ta hãy cùng nhau khởi động hành trình này với một tinh thần lạc quan và kiên định, bởi chỉ khi chúng ta hiểu rõ vận mệnh của mình, chúng ta mới có thể kiểm soát và định hướng tương lai một cách tốt nhất. Và nhớ rằng, không chỉ có tử vi hay phong thủy là yếu tố quyết định, mà chính hành động, suy nghĩ và cách chúng ta đối diện với thử thách mới là chìa khóa quan trọng giúp cuộc đời mỗi người trở nên tốt đẹp hơn. Vậy, tháng 8 âm lịch này, bản mệnh sẽ gặp phải những thay đổi nào? Làm thế nào để có thể nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn và thậm chí là tìm ra cách kích hoạt tài lộc cho bản thân? Chúng ta hãy cùng đi sâu vào phần luận giải tử vi chi tiết ngay sau đây để hiểu rõ hơn về hành trình của bản mệnh trong thời gian sắp tới. Hãy giữ vững tinh thần, đón nhận những thông tin quý báu và chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi quan trọng trong cuộc sống. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé! Nghe kỹ mệnh trời, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 tránh họa Đắc Lộc.
tiền vàng ùng ùng kéo về nhà, tiền bạc chất đống, cất vào tháng 8 âm lịch. Trong tháng 8 âm lịch, vận trình của quý vị tuổi Quý Sửu sẽ có những biến động đáng chú ý trên cả bốn phương diện chính: sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên gia đạo. Mỗi khía cạnh đều sẽ mang đến những thách thức riêng biệt, đòi hỏi quý vị phải kiên định và sáng suốt để nắm bắt cơ hội cũng như vượt qua khó khăn. 1. Sự nghiệp, áp lực và cơ hội đi đôi. Tháng này, sự nghiệp của quý vị sẽ trải qua nhiều biến động quan trọng. Đây là thời điểm mà quý vị cần phải tập trung cao độ vào công việc. Có những thử thách khó tránh khỏi. Tuy nhiên, chính những thử thách này sẽ là cơ hội để quý vị thể hiện bản lĩnh và khả năng giải quyết vấn đề của mình. Người tuổi Quý Sửu vốn dĩ được biết đến với tính cách kiên nhẫn, chăm chỉ và trung thực trong công việc. Tuy nhiên, những yếu tố này đôi khi cũng mang lại áp lực lớn, đặc biệt là khi quý vị phải đối diện với những tình huống bất ngờ và phức tạp. Tháng này, những thay đổi đột ngột trong công việc, có thể là từ phía cấp trên hoặc môi trường làm việc, sẽ đòi hỏi quý vị phải linh hoạt trong cách ứng xử. Có thể sẽ xuất hiện những dự án mới, những nhiệm vụ mang tính thách thức cao, hoặc thậm chí là sự cạnh tranh từ đồng nghiệp. Điều quan trọng là bản mệnh không được nản lòng. Hãy duy trì tinh thần lạc quan và không ngừng nỗ lực. Tháng 8 âm lịch này, mặc dù công việc có nhiều áp lực, nhưng cũng là cơ hội để quý vị chứng minh giá trị bản thân, củng cố vị thế của mình. Nếu quý vị kiên trì và thể hiện sự sáng tạo trong cách giải quyết vấn đề, chắc chắn thành công sẽ đến. Hơn nữa, đây còn là thời điểm thuận lợi để quý vị xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và cấp trên. Việc hợp tác và làm việc nhóm sẽ đóng vai trò quan trọng, giúp quý vị không chỉ vượt qua khó khăn mà còn đạt được những kết quả tích cực. 2. Tài lộc, cơ hội nhưng cần cẩn trọng. Về mặt tài chính, tháng 8 âm lịch này tuy không mang đến nhiều đột phá, nhưng tình hình tài lộc vẫn duy trì ở mức ổn định. Đây không phải là thời điểm để quý vị mạo hiểm với những khoản đầu tư lớn hoặc các dự án có tính rủi ro cao. Dù có thể xuất hiện một vài cơ hội kiếm tiền, nhưng bản mệnh cần tỉnh táo và suy xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Nếu có ý định đầu tư, tốt nhất quý vị nên tập trung vào những lĩnh vực quen thuộc, nơi mình đã có kinh nghiệm hoặc có sự hiểu biết sâu sắc. Những quyết định vội vàng hoặc mang tính thử nghiệm trong tháng này có thể dẫn đến rủi ro tài chính. Do đó, bản mệnh cần quản lý tài chính một cách hợp lý, cân nhắc giữa thu và chi để đảm bảo an toàn cho tài sản của mình. Ngoài ra, Quý Sửu cũng cần chú ý đến việc tiết kiệm. Mặc dù tình hình tài chính tháng này khá ổn định, nhưng cũng không nên lơ là trong việc quản lý chi tiêu. Quý vị nên lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tránh tiêu xài, hoang phí hoặc chi tiêu vào những thứ không cần thiết. Điều này không chỉ giúp bản mệnh duy trì sự an toàn về tài chính mà còn giúp chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong tương lai. 3. Sức khỏe, cảnh báo về thể chất và tinh thần. Sức khỏe luôn là một vấn đề cần quan tâm đặc biệt, và trong tháng 8 âm lịch này, bản mệnh tuổi Quý Sửu cần chú ý đến các vấn đề liên quan đến xương khớp và hệ tiêu hóa. Đặc biệt, với áp lực công việc và cuộc sống, tình trạng căng thẳng dễ dàng ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của quý vị. Bản mệnh có thể cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng hoặc suy kiệt do làm việc quá sức. Để tránh những tác động xấu đến sức khỏe, quý vị cần biết cách cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Dù công việc bận rộn đến đâu, cũng không nên bỏ qua việc chăm sóc bản thân. Dành thời gian cho những hoạt động thể thao nhẹ nhàng như yoga, đi bộ hay thiền định sẽ giúp giảm bớt căng thẳng và cải thiện tinh thần. Ngoài ra, việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, tránh xa những thực phẩm có hại cho hệ tiêu hóa, sẽ góp phần giúp quý vị duy trì sức khỏe ổn định trong suốt tháng này. Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém.
Nếu cảm thấy áp lực quá lớn, quý vị nên chia sẻ với người thân, bạn bè hoặc tìm đến các hoạt động giải trí giúp thư giãn đầu óc. Việc giữ cho tâm hồn thư thái, không lo âu sẽ giúp bản mệnh giữ được sự sáng suốt trong mọi quyết định. 4. Tình duyên gia đạo, xung đột nhỏ nhưng cơ hội hàn gắn. Về mặt tình duyên, gia đạo, tháng 8 âm lịch này có thể không mấy suôn sẻ. Bản mệnh cần chuẩn bị tâm lý cho những xung đột nhỏ trong gia đình, giữa vợ chồng hoặc giữa cha mẹ và con cái. Những bất đồng quan điểm có thể xuất hiện. Nhưng quan trọng là quý vị cần giữ bình tĩnh, biết cách lắng nghe và thấu hiểu người thân để tránh làm tình hình căng thẳng hơn. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội tốt để quý vị cải thiện mối quan hệ gia đình. Hãy dành thời gian nhiều hơn cho người thân, chia sẻ những lo lắng, khó khăn của mình để tìm kiếm sự hỗ trợ và cảm thông. Sự quan tâm và chăm sóc lẫn nhau sẽ giúp gia đình quý vị trở nên gắn kết hơn. Tình cảm gia đình được thắt chặt và những xung đột sẽ sớm được giải quyết. Đối với những người còn độc thân, tháng này cũng không phải là thời điểm thuận lợi cho tình duyên. Có thể quý vị sẽ gặp phải những hiểu lầm hoặc khó khăn trong việc kết nối với người khác. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi thời điểm thích hợp hơn để tình cảm của mình có thể phát triển một cách tự nhiên và bền vững. Tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 8 âm lịch giúp quý sửu gặt hái tài lộc, giàu sang phú quý. Tuần 1, từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 8 âm lịch. Bắt đầu tuần đầu tiên của tháng 8 âm lịch, tuổi quý sửu sẽ phải đối mặt với một số khó khăn trong công việc. Những thử thách này có thể xuất phát từ những nhiệm vụ mới hoặc yêu cầu đột xuất từ cấp trên. Có thể môi trường làm việc trở nên căng thẳng, hoặc sự kỳ vọng từ đồng nghiệp và quản lý tăng cao, đòi hỏi quý vị phải thích ứng nhanh chóng. Đây là thời điểm bản mệnh cần tập trung cao độ và giải quyết công việc một cách cẩn trọng. Những người tuổi quý sửu vốn nổi tiếng với tinh thần chăm chỉ và trách nhiệm. Nhưng đừng quên rằng, dù công việc quan trọng đến đâu, sức khỏe vẫn là điều quý giá nhất. Trong tuần này, quý vị nên tránh làm việc quá sức, tránh để áp lực công việc làm ảnh hưởng đến tinh thần. Hãy giữ bình tĩnh, phân chia công việc hợp lý, đồng thời tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng trước tiên. Về tài lộc, mặc dù tình hình tài chính tương đối ổn định trong tuần đầu tiên, nhưng quý vị nên hạn chế chi tiêu vào những thứ không cần thiết, tránh những quyết định đầu tư hoặc mua sắm lớn trong thời gian này để giữ an toàn cho tài chính cá nhân. Hãy tập trung vào việc duy trì thu nhập hiện có và cố gắng tiết kiệm để chuẩn bị cho những giai đoạn khó khăn hơn có thể xuất hiện trong các tuần tiếp theo. Tuần 2, từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 8 âm lịch. Sang tuần thứ 2, quý vị sẽ cần đặc biệt chú ý đến mối quan hệ đồng nghiệp và các hoạt động hợp tác công việc. Đây là thời điểm mà các dự án hợp tác, làm việc nhóm có thể gặp phải một số rắc rối do sự bất đồng quan điểm. Để tránh những mâu thuẫn không đáng có, quý vị nên duy trì thái độ mềm mỏng, linh hoạt trong cách giao tiếp. Nếu có xung đột hoặc khó khăn trong công việc, hãy cố gắng lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của đồng nghiệp trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào. Đây cũng là tuần mà quý vị cần quản lý tài chính của mình một cách thận trọng. Có thể sẽ xuất hiện một vài cơ hội tài chính nhỏ, nhưng không nên quá tham lam hay vội vàng. Hãy ưu tiên sự an toàn và ổn định trong các khoản chi tiêu. Việc giữ cho dòng tiền của bản thân luôn được cân bằng là điều rất quan trọng trong tuần này. Về sức khỏe, tuần này có thể là thời điểm bản mệnh dễ bị căng thẳng, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa hoặc các vấn đề về dạ dày. Hãy duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tránh thức khuya hoặc sử dụng quá nhiều chất kích thích như cà phê, trà. Đảm bảo bản thân có đủ thời gian nghỉ ngơi và thư giãn để duy trì sức khỏe ổn định. Tuần 3, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 8 âm lịch. Tuần thứ 3 của tháng 8 âm lịch mang đến cho bản mệnh một luồng khí tích cực trong công việc.
Đây có thể là thời điểm mà quý vị nhận được một cơ hội tốt, có thể là từ dự án mới hoặc được cấp trên tin tưởng giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện năng lực của bản thân và tạo ra bước đột phá trong sự nghiệp. Mặc dù công việc có dấu hiệu khả quan, nhưng bản mệnh vẫn cần chú ý đến sức khỏe. Đừng để bản thân quá cuốn vào công việc mà bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe. Việc làm việc quá sức trong tuần này có thể dẫn đến sự suy kiệt năng lượng, gây ảnh hưởng xấu đến cả thể chất lẫn tinh thần. Hãy sắp xếp thời gian hợp lý, xen kẽ giữa làm việc và nghỉ ngơi để giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất. Về mặt tài lộc, tuần này bản mệnh có thể thấy sự khởi sắc hơn so với tuần trước. Những cơ hội kiếm tiền xuất hiện, nhưng đòi hỏi quý vị phải thật khôn khéo và nhanh nhạy để nắm bắt. Hãy chắc chắn rằng bạn đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định tài chính để tránh những rủi ro không mong muốn. Đặc biệt, nếu có ý định đầu tư, hãy chọn những dự án an toàn, có tiềm năng phát triển lâu dài. Tuần 4, từ ngày 22 đến hết tháng 8 âm lịch. Tuần cuối cùng của tháng 8 âm lịch là thời điểm bản mệnh nên tập trung giải quyết các vấn đề cá nhân và công việc còn tồn động. Đây là lúc để quý vị nhìn lại những nhiệm vụ chưa hoàn thành, sắp xếp lại công việc và chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo. Về công việc, có thể có một vài vấn đề nhỏ phát sinh cần giải quyết nhanh chóng. Tuy nhiên, hãy giữ thái độ bình tĩnh và không nên hoảng loạn. Thay vì vội vàng giải quyết mọi thứ cùng một lúc, hãy ưu tiên những việc cần thiết và quan trọng nhất. Với sự kiên nhẫn và tinh thần làm việc tích cực, bản mệnh sẽ có thể giải quyết mọi vấn đề một cách suôn sẻ. Tài lộc trong tuần cuối có dấu hiệu khởi sắc, nhưng đừng vì thế mà lơ là. Quý vị có thể thấy những khoản thu nhập tăng lên, có thể là từ những khoản đầu tư trước đó hoặc từ việc hoàn thành dự án. Tuy nhiên, hãy tiếp tục kiểm soát chi tiêu một cách chặt chẽ, tránh vội vàng tiêu xài quá đà hoặc đầu tư vào những lĩnh vực chưa rõ ràng. Trong tuần này, bản mệnh cũng nên dành thời gian cho gia đình và người thân. Đây là thời điểm tốt để hàn gắn các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là nếu trong những tuần trước có xảy ra xung đột. Dành thời gian trò chuyện, chia sẻ và hiểu nhau hơn sẽ giúp gia đình quý vị trở nên gắn kết và tình cảm hơn. Về sức khỏe, tuần này không có dấu hiệu bất thường nào, nhưng quý vị vẫn nên chú ý duy trì lối sống lành mạnh. Hãy tiếp tục duy trì chế độ ăn uống khoa học, vận động nhẹ nhàng và giữ tinh thần thư thái để đảm bảo sức khỏe lâu dài. Vật phẩm phong thủy cho con giáp phát tài phát lộc. Trong tháng 8 âm lịch, vận khí của người tuổi Quý Sửu 1973 có thể chịu nhiều tác động từ sự thay đổi của các yếu tố năng lượng xung quanh. Để kích hoạt tài lộc và thu hút vận may, quý vị nên sử dụng các vật phẩm phong thủy phù hợp với bản mệnh của mình. Người tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, do đó các vật phẩm phong thủy liên quan đến hành thổ và kim sẽ giúp cân bằng năng lượng, mang lại sự ổn định và thuận lợi hơn trong tài chính, sự nghiệp. 1. Đá thạch anh vàng, gia tăng tài lộc và ổn định năng lượng. Đá thạch anh vàng là một trong những loại đá quý mang nguồn năng lượng dồi dào, đặc biệt phù hợp với người tuổi Quý Sửu trong tháng này. Thạch anh vàng có tác dụng mạnh mẽ trong việc thu hút tiền bạc, cải thiện vận may tài chính và bảo vệ khỏi những rủi ro tài chính không mong muốn. Thạch anh vàng cũng giúp quý vị tăng cường khả năng tập trung, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn trong công việc và kinh doanh. Khi sử dụng thạch anh vàng, bản mệnh sẽ cảm thấy tinh thần được khai mở, minh mẫn hơn và từ đó có thể nắm bắt những cơ hội phát tài một cách dễ dàng hơn. Quý vị có thể đeo thạch anh vàng dưới dạng vòng tay hoặc mặt dây chuyền, hoặc đặt một viên thạch anh vàng trong phòng làm việc để thu hút năng lượng tích cực, kích hoạt sự phát triển về tài lộc. 2. Đá mắt hổ, sự tự tin và sức mạnh nội tại. Đá mắt hổ cũng là một lựa chọn lý tưởng cho người tuổi Quý Sửu trong tháng 8 âm lịch này.
Đá mắt hổ không chỉ là biểu tượng của sự dũng cảm mà còn giúp người sử dụng có thêm sức mạnh nội tại, lòng tự tin và quyết tâm trong mọi việc. Với người tuổi Quý Sửu, tháng 8 âm lịch có thể mang lại nhiều áp lực trong công việc, đặc biệt là các dự án đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm cao độ. Sử dụng đá mắt hổ sẽ giúp quý vị vượt qua những trở ngại, tự tin đối diện với thử thách và đạt được những thành tựu lớn. Đá mắt hổ cũng có khả năng bảo vệ quý vị khỏi những năng lượng tiêu cực, xua tan lo âu và tạo cảm giác an toàn, vững vàng hơn trong mọi tình huống. Để phát huy tối đa công dụng của đá mắt hổ, quý vị có thể đeo nó dưới dạng vòng tay hoặc dây chuyền, đặc biệt là trong những cuộc họp quan trọng hay khi cần ra quyết định lớn. Bên cạnh đó, việc đặt đá mắt hổ trên bàn làm việc hoặc trong ngôi nhà của mình cũng giúp tăng cường vận may, kích thích sự sáng tạo và sự tự tin. 3. Thạch anh trắng, cân bằng năng lượng và thanh lọc môi trường sống. Thạch anh trắng được biết đến với khả năng thanh lọc môi trường và cân bằng năng lượng xung quanh. Đây là loại đá có thể loại bỏ những năng lượng xấu, giúp quý vị cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn về mặt tinh thần. Trong tháng 8 âm lịch, khi công việc và cuộc sống có thể mang lại không ít áp lực, thạch anh trắng sẽ giúp quý vị giải tỏa căng thẳng, duy trì sự bình tĩnh và sáng suốt trong mọi tình huống. Thạch anh trắng còn mang lại sự cân bằng trong cảm xúc và tâm lý, từ đó giúp quý vị giữ được sự tỉnh táo, không bị phân tâm bởi những lo lắng vụn vặt. Đặt một viên thạch anh trắng trong phòng khách hoặc phòng ngủ sẽ giúp môi trường sống của quý vị trở nên trong lành hơn, tạo điều kiện tốt để năng lượng tích cực lưu thông. Đặc biệt, với người tuổi Quý Sửu, thạch anh trắng sẽ giúp cân bằng giữa áp lực công việc và gia đình, duy trì sự hài hòa trong các mối quan hệ. 4. Trang sức từ kim loại quý, kích hoạt hành kim, gia tăng tài vận. Ngoài các loại đá quý, người tuổi Quý Sửu cũng nên sử dụng các vật phẩm phong thủy từ kim loại quý như vàng, bạc để kích hoạt hành kim, mang lại sự thuận lợi về tài chính. Vàng và bạc không chỉ là những kim loại có giá trị cao mà còn tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng trong phong thủy. Việc đeo trang sức bằng vàng hoặc bạc sẽ giúp quý vị tăng cường vận khí, thu hút tài lộc và đồng thời bảo vệ bản thân khỏi những năng lượng tiêu cực. Ngoài ra, các đồ vật bằng vàng bạc cũng có khả năng cân bằng các yếu tố năng lượng trong cơ thể, giúp bản mệnh duy trì sự ổn định về tinh thần và thể chất. Nếu quý vị đang tìm kiếm một món quà phong thủy ý nghĩa, hãy chọn những món trang sức làm từ vàng hoặc bạc. Chúng không chỉ giúp tăng vận may mà còn là biểu tượng của sự ổn định và phát triển bền vững. 5. Các linh vật phong thủy, tỳ hưu và thiềm thư. Ngoài các loại đá quý và kim loại, việc sử dụng các linh vật phong thủy như tỳ hưu và thiềm thư, cốc ba chân cũng có thể giúp người tuổi Quý Sửu thu hút tài lộc, bảo vệ sự nghiệp và tránh được những rủi ro không mong muốn. Tỳ hưu là linh vật nổi tiếng trong phong thủy với khả năng chiêu tài, hút lộc. Tỳ hưu không chỉ mang lại may mắn trong kinh doanh mà còn giúp chủ nhân tránh được những xui xẻo và hao tài. Đặt tỳ hưu trong phòng khách hoặc trên bàn làm việc sẽ giúp quý vị gia tăng sự thịnh vượng và bảo vệ tài sản cá nhân. Thiềm thư, cốc ba chân là biểu tượng của sự giàu sang và phú quý. Thiềm thư thường được đặt ở góc tài lộc trong nhà hoặc văn phòng để thu hút vận may về tiền bạc. Khi sử dụng thiềm thư, hãy đảm bảo rằng linh vật này luôn được đặt ở nơi sạch sẽ, thông thoáng để kích hoạt tài vận hiệu quả nhất. 6. Cây phong thủy, cây lưỡi hổ, cây kim tiền. Không chỉ đá quý và linh vật, cây phong thủy cũng đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng vận may cho người tuổi Quý Sửu trong tháng này. Hai loại cây phong thủy thích hợp nhất cho bản mệnh là cây lưỡi hổ và cây kim tiền. Cây lưỡi hổ không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn có khả năng bảo vệ gia đình khỏi những năng lượng xấu. Cây lưỡi hổ được coi là biểu tượng của sự kiên cường, bền bỉ và sức mạnh,
giúp gia chủ vượt qua khó khăn và vững vàng trước mọi thử thách. Cây kim tiền được xem là biểu tượng của sự giàu có, thịnh vượng. Đặt cây kim tiền trong nhà hoặc nơi làm việc sẽ giúp quý vị kích hoạt tài lộc, thu hút tiền bạc và gia tăng vận may trong kinh doanh. Hãy chăm sóc cây cẩn thận để cây luôn xanh tốt. Điều này tượng trưng cho sự phát triển bền vững và tài lộc ngày càng thịnh vượng. Tháng 8 âm lịch, đối với người tuổi Quý Sửu 1973, là một giai đoạn mang theo cả cơ hội và thách thức. Đây là thời điểm mà bản mệnh cần phải giữ tinh thần tỉnh táo, kiên nhẫn và cẩn trọng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Từ công việc, tài lộc, đến sức khỏe và tình cảm gia đình. 1. Tổng quan về sự nghiệp, kiên nhẫn và quyết tâm là chìa khóa. Như đã đề cập, trong tháng 8 âm lịch, sự nghiệp của bản mệnh sẽ trải qua nhiều biến động. Những thách thức từ môi trường làm việc, áp lực từ các dự án hoặc nhiệm vụ mới sẽ khiến bản mệnh đôi khi cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, không có con đường nào dẫn đến thành công mà không gặp chông gai. Mỗi thử thách chính là cơ hội để quý vị trưởng thành và thể hiện năng lực của mình. Để đạt được sự thành công, quý vị cần duy trì sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn không có nghĩa là chờ đợi một cách thụ động, mà là sự chủ động trong việc tiếp tục cố gắng và không bỏ cuộc dù có gặp khó khăn. Trong công việc, quý vị hãy luôn giữ thái độ tích cực, tránh căng thẳng hoặc vội vàng đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để học hỏi, cải thiện kỹ năng và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên. Sự đoàn kết và hợp tác sẽ giúp quý vị vượt qua những khó khăn một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra, trong các tình huống khó khăn, quý vị cần bình tĩnh, phân tích kỹ lưỡng trước khi hành động. Tháng 8 âm lịch này, mặc dù có nhiều áp lực, nhưng nếu biết điều chỉnh tâm lý, kiểm soát tốt công việc, quý vị hoàn toàn có thể chuyển nguy thành cơ, từ đó đạt được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp. 2. Tài lộc, quản lý tài chính cẩn thận, không nên mạo hiểm. Về tài lộc, tháng này mang lại sự ổn định nhưng không có nhiều đột phá. Quý vị có thể thấy những khoản thu nhập đều đặn, nhưng cần cẩn trọng trong việc chi tiêu. Đặc biệt, việc đưa ra các quyết định đầu tư lớn không phải là ý tưởng tốt trong giai đoạn này. Đừng bị hấp dẫn bởi những cơ hội lợi nhuận cao mà bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn. Thay vào đó, quý vị nên ưu tiên sự an toàn cho tài chính cá nhân. Quản lý tài chính một cách cẩn thận là điều tối quan trọng. Quý vị cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, hạn chế việc mua sắm không cần thiết và luôn duy trì một quỹ dự phòng cho những tình huống bất ngờ. Hãy nhớ rằng, tiết kiệm chính là bước đệm vững chắc cho tương lai. Và trong giai đoạn này, việc kiểm soát chi tiêu sẽ giúp quý vị tránh được những rủi ro tài chính không mong muốn. Bên cạnh đó, nếu có ý định đầu tư, quý vị nên tập trung vào những lĩnh vực mà mình đã có kinh nghiệm hoặc hiểu biết rõ ràng. Đầu tư vào các dự án an toàn, ổn định sẽ giúp bảo vệ tài sản và duy trì sự cân bằng về tài chính trong giai đoạn này. 3. Sức khỏe, chăm sóc bản thân là điều không thể bỏ qua. Sức khỏe là một trong những yếu tố quan trọng nhất mà quý vị cần lưu tâm trong tháng 8 âm lịch. Với áp lực từ công việc và cuộc sống, cơ thể quý vị có thể trở nên mệt mỏi, căng thẳng. Những vấn đề về xương khớp, hệ tiêu hóa có thể xuất hiện nếu quý vị không biết cách chăm sóc bản thân đúng cách. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là quý vị cần duy trì một lối sống lành mạnh. Hãy bắt đầu bằng việc cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Dù công việc có bận rộn đến đâu, cũng không nên làm việc quá sức. Một giấc ngủ đủ và một chế độ dinh dưỡng cân bằng sẽ giúp quý vị giữ được năng lượng và tinh thần minh mẫn trong suốt tháng. Ngoài ra, hãy chú ý đến việc vận động thể chất. Những bài tập nhẹ nhàng như yoga, đi bộ hoặc thiền định không chỉ giúp quý vị duy trì sức khỏe thể chất mà còn giúp giải tỏa căng thẳng,
mang lại sự thư thái cho tinh thần. Đừng để công việc làm mất đi thời gian quý báu mà quý vị cần dành cho chính mình. 4. Tình cảm gia đạo, lắng nghe và chia sẻ để vun đắp tình cảm. Trong mối quan hệ gia đình, tháng 8 âm lịch có thể mang đến một vài xung đột nhỏ. Tuy nhiên, điều này không phải là dấu hiệu xấu, mà thực chất là cơ hội để quý vị và người thân thấu hiểu nhau hơn. Mọi vấn đề trong gia đình đều có thể giải quyết nếu quý vị biết lắng nghe và chia sẻ. Lắng nghe là chìa khóa quan trọng trong việc giải quyết các xung đột. Khi có sự bất đồng, thay vì tranh cãi hay đổ lỗi, quý vị hãy cố gắng thấu hiểu suy nghĩ và cảm xúc của người đối diện. Từ đó, quý vị sẽ dễ dàng tìm ra giải pháp tốt nhất để hòa giải và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ngoài ra, hãy dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Trong cuộc sống bận rộn, đôi khi chúng ta quên mất giá trị của những khoảnh khắc đơn giản bên người thân. Một bữa cơm gia đình, một buổi tối quây quần bên nhau có thể giúp gắn kết các thành viên và tạo nên sự ấm áp, yên bình trong gia đình. Đây cũng là cách giúp quý vị duy trì sự ổn định và hài hòa trong mối quan hệ với người thân. 5. Lời khuyên tổng quát, đặt niềm tin vào bản thân và hành động tích cực. Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng tháng 8 âm lịch là một thời kỳ đầy thử thách nhưng cũng không thiếu cơ hội dành cho người tuổi Quý Sửu. Điều quan trọng nhất là quý vị cần phải duy trì niềm tin vào bản thân. Dù khó khăn có đến, chỉ cần quý vị không bỏ cuộc và luôn tìm cách đối diện với nó bằng tinh thần lạc quan, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hãy nhớ rằng, không có gì là không thể nếu quý vị thực sự quyết tâm. Mỗi bước đi trong cuộc sống đều mang lại những bài học quý giá, và mỗi khó khăn đều là cơ hội để quý vị trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, hãy giữ cho tâm thế của mình luôn vững vàng, sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ và tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp hơn. Cuối cùng, hãy nhớ rằng phong thủy, tử vi chỉ là một phần trong cuộc sống. Sự thành công và hạnh phúc của quý vị còn phụ thuộc rất nhiều vào chính bản thân và cách mà quý vị hành động. Hãy luôn làm việc chăm chỉ, đối xử tốt với mọi người xung quanh và sống với một tinh thần tích cực. Khi quý vị phát huy hết tiềm năng của mình, thành công sẽ tự động tìm đến. Kính thưa quý vị tuổi Quý Sửu 1973, đến đây, chúng ta đã cùng nhau đi qua những luận giải chi tiết về tử vi tháng 8 âm lịch, từ công việc, tài lộc, sức khỏe cho đến tình duyên và gia đạo. Hy vọng những thông tin mà tôi chia sẻ đã giúp quý vị có cái nhìn rõ ràng hơn về vận trình của mình trong tháng này, để từ đó biết cách chuẩn bị và điều chỉnh mọi việc một cách hợp lý nhất. Tháng 8 âm lịch không chỉ là thời điểm quý vị phải đối mặt với những thử thách, mà còn mang đến nhiều cơ hội để bản mệnh có thể bứt phá và tiến lên. Tuy nhiên, để nắm bắt được những cơ hội này, quý vị cần phải kiên nhẫn, quyết tâm và khéo léo trong mọi tình huống. Đừng quên rằng, mỗi hành động, mỗi quyết định của chúng ta trong hiện tại sẽ tạo ra kết quả trong tương lai. Hãy luôn sống và làm việc với tâm thế lạc quan, đặt niềm tin vào bản thân và hành động với lòng chân thành. Nếu quý vị thấy những chia sẻ trong video ngày hôm nay hữu ích, đừng quên nhấn nút like để ủng hộ chúng tôi. Đồng thời, hãy chia sẻ video này đến bạn bè và người thân, để họ cũng có thể nhận được những thông tin quý báu về vận mệnh của mình. Việc chia sẻ không chỉ giúp mọi người xung quanh bạn nắm bắt được những lời khuyên tử vi bổ ích mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến những người cần nó. Bên cạnh đó, để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin tử vi quan trọng nào trong những tháng tới, quý vị hãy đăng ký kênh Phúc Tự Tâm và nhấn vào biểu tượng chuông thông báo. Mỗi tuần, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những video tử vi, phong thủy chuyên sâu, giúp quý vị chuẩn bị tốt hơn cho mọi thay đổi trong cuộc sống. Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý vị tuổi Quý Sửu 1973 có một tháng 8 âm lịch đầy may mắn, sức khỏe và thành công. Hãy giữ vững tinh thần,
tin tưởng vào con đường phía trước và luôn cố gắng hết mình. Dù gặp phải bất kỳ khó khăn nào, hãy nhớ rằng cơ hội luôn đến với những ai kiên trì và không ngừng nỗ lực. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các video tử vi tiếp theo.